Kính chào quý vị, bây giờ là 6 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đón theo dõi chương trình Thời sự ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy hứng khởi, thành công và luôn nhớ chấp hành tốt các quy định về giãn cách xã hội cũng như các khuyến cáo khác để phòng chống dịch COVID-19. Ngày mới hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Thưa quý vị, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kế hoạch tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình tiêu biểu. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch COVID-19, nên việc tổ chức khởi công khánh thành có sự thay đổi. Cụ thể như thế nào, chương trình sẽ kết nối với lãnh đạo các sở ngành của tỉnh để giải đáp đến quý vị. Trong chương trình, chúng tôi giới thiệu đến quý vị áo hạ nhiệt cho các y bác sĩ tuyến đầu, một sản phẩm được nghiên cứu bởi các nhà khoa học tại Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ở phần cuối chương trình, quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị về mô hình siêu thị mini không đồng, hành động tuy nhỏ nhưng lan tỏa tình người giữa dịch bệnh. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chương trình. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hoa Kỳ, Australia, Nga. Ngành hải quan thu hơn 34.000 tỷ đồng trong tháng 7. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Giảm thời gian cách ly với người nhập cảnh tiêm đủ vaccine. Bà Rịa Vũng Tàu nghiên cứu thành lập tổ tư vấn tâm lý cho người cách ly. Những thông tin vấn đề sự kiện trong nước sẽ được chúng tôi chuyển tải đầu tiên trong vòng quay 24 giờ hôm nay. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Hoa Kỳ. Đây là hoạt động trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan. Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Tổng thư ký ASEAN cùng dự hội nghị này. Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định Hoa Kỳ sẽ cũng trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN Australia và hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN Nga. Tại hội nghị, Bộ trưởng Marie Sebainer thông báo đang triển khai gói đầu tư khoảng 500 triệu đô la Úc hỗ trợ phục hồi toàn diện ở khu vực, cam kết triển khai sáng kiến an ninh y tế và tiếp cận vaccine trị giá 523 triệu đô la Úc, cũng như hỗ trợ ASEAN triển khai khung phục hồi tổng thể. Thay mặt ASEAN, Malaysia đề nghị Australia tiếp tục hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực ưu tiên như chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, giáo dục, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, hợp tác phát triển tiểu vùng và thu hẹp khoảng cách phát triển. Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mogulov khẳng định sẵn sàng chuyển giao và mở rộng sản xuất vaccine tại Đông Nam Á, tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo các chuyên gia và nhân viên y tế cho các nước ASEAN. Thay mặt ASEAN, Indonesia khẳng định hai bên cần tiếp tục tăng cường đối thoại và hợp tác, xây dựng lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, củng cố và xây dựng trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật lệ. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất ô tô, Bộ Tài chính đang nghiên cứu đề xuất trình Chính phủ các nội dung cần sửa đổi bổ sung, bao gồm cả việc xem xét khả năng tiếp tục gia hạn chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô cho giai đoạn tiếp theo. Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh hàng rào thuế quan đối với xe ô tô nguyên chiếc từng bước được xóa bỏ theo các hiệp định tự do thương mại và trên cơ sở các kết quả đạt được từ việc thực hiện chương trình giai đoạn vừa qua, việc tiếp tục ưu tiên thuế là cần thiết và là căn cứ quan trọng để các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh trong các năm tiếp theo. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, số thu ngân sách nhà nước của ngành đạt 34.135 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách của toàn ngành trong 7 tháng đầu năm đạt 230.538 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán, bằng 69,6% chỉ tiêu, tăng 31,53% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả khả quan trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Việt Nam đã trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc với mức tăng trưởng 6,4%, giá trị xuất khẩu đạt 29 tỷ đô la Mỹ. Có được thành quả này là do Việt Nam đã tìm cách đa dạng hóa sản xuất, không chỉ là hàng may mặc thời trang nhanh, giá rẻ, hợp thời trang,
mà còn cả quần áo và phụ kiện tầm trung và cao cấp. Ngoài ra, do có vị trí gần Trung Quốc, Việt Nam có lợi thế trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu thô và máy móc phục vụ sản xuất. Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến nghiêm trọng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã áp dụng hình thức trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời kết nối trực tuyến và qua điện thoại trong 2 giờ đồng hồ vào hôm qua 4 tháng 8. Điểm cầu chính tại phim trường Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 12 điểm cầu kết nối có điểm cầu Văn phòng Chính phủ với sự tham dự của ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Điểm cầu tại Ủy ban nhân dân tỉnh có ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng ban Tuyên giáo, và 8 điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tiếp xúc cử tri qua phát thanh truyền hình trực tiếp và trực tuyến với 12 điểm cầu qua điện thoại, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Tham gia ý kiến với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri đánh giá cao hoạt động của đoàn tại kỳ họp, đồng thời nêu ý kiến ở nhiều lĩnh vực. Cử tri huyện Côn Đảo cũng mong muốn rằng là đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục kiến nghị với các bộ ngành liên quan sớm triển khai các cái dự án nâng cấp sân bay Côn Đảo, đầu tư xây dựng hệ thống đường dây truyền tải điện cao áp xuyên biển từ Sóc Trăng ra đảo và các cái dự án liên quan đến việc trùng tu các di tích trên địa bàn huyện. Tôi biết đến như thế này, cần phải có một cái chính sách nào đó để hỗ trợ về đầu ra, và đặc biệt là các cái công nghệ bảo quản, rồi công nghệ chế biến sâu để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm như là nông dân. Thứ nhất là quan tâm cái tinh thần làm việc khẩn trương ngày đêm của các đại biểu Quốc hội đã rút ngắn được thời gian kỳ họp được 3 ngày trong lần họp thứ nhất khóa 15 của Quốc hội nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Thứ hai, về công tác phòng chống Covid cần áp dụng cái mô hình điều trị Covid của thành phố Hồ Chí Minh 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng và có cách ly F1, F0 tại nơi cư trú nếu bệnh nhân F1 không có triệu chứng. Này cũng là một cách để giảm tải cho bệnh viện, nhưng cần phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực và công cụ xét nghiệm, cách ly tại nhà đạt hiệu quả, không tránh lây lan. Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch Đầu tư đã trả lời một số nội dung quan trọng mà cử tri đặt ra. Đối với nội dung liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin đến cử tri, Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu tới ngày 10 tháng 8 năm 2021 sẽ kết thúc đợt tiêm vaccine phòng dịch lần thứ tư, đảm bảo an toàn đúng tiến độ, theo nguyên tắc công khai minh bạch đúng quy định. Ngoài ý kiến được nêu tại cuộc họp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh còn ghi nhận 45 lượt ý kiến kiến nghị với 18 nội dung chuyển đến đại biểu Quốc hội qua thư thoại, thư điện tử trước và trong buổi tiếp xúc. Ghi nhận ý kiến của cử tri, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm của đại biểu dân cử, kịp thời xử lý những vấn đề mà đại bộ phận cử tri quan tâm. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân đã dành thời gian theo dõi truyền hình, radio, gửi nhiều ý kiến, kiến nghị rất là xác đáng, thiết thực, tâm huyết và các cái hiến kế về phát triển kinh tế xã hội, về phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19 về chương trình. Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo địa phương đã đến dự và trả lời ý kiến cử tri. Cảm ơn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, giúp đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng kêu gọi cử tri toàn tỉnh, các tổ chức doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng trong cuộc chiến chống dịch hiện nay của tỉnh và cả nước để Bà Rịa Vũng Tàu sớm khống chế dịch COVID-19 và khôi phục duy trì ổn định kinh tế xã hội. Chuyển sang những thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới về thời gian cách ly y tế tập trung
thời gian giãn cách đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế sẽ chỉ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo, trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. Đối với người nhập cảnh đáp ứng đủ các điều kiện như có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận, đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 và có giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp. Ngoài ra, những trường hợp trên phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy tính từ ngày nhập cảnh. Thưa quý vị, hiện nhiều địa phương đang phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, nhưng một số cơ sở đào tạo đại học đã yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm, khiến nhiều thí sinh lo lắng. Trước tình trạng này, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh cho phù hợp. Theo hướng dẫn tại công văn số 3190 Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 10 tháng 8, các trường điều chỉnh đề án tuyển sinh, dành chỉ tiêu để xét thí sinh đặc cách tốt nghiệp, không tham gia thi tốt nghiệp hai đợt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngày 29 tháng 8, các cơ sở giáo dục đại học mới nhập thông tin các phương thức xét tuyển riêng lên cơ sở dữ liệu chung. Chính vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tạo điều kiện cho thí sinh về việc xác nhận nhập học, đồng thời tăng cường truyền thông để thí sinh biết và yên tâm. Bộ cũng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cần khẩn trương và có phương án để hoàn thiện, gửi trả các giấy tờ liên quan cho thí sinh như giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời học bạ. Các địa phương cần nghiên cứu áp dụng tổ tư vấn phòng chống dịch để tư vấn cho người cách ly. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh diễn ra vào chiều tối qua, dưới sự chủ trì của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp giao ban với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhận định cần phải tiếp tục ngăn chặn việc lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung. Các khu công nghiệp cũng là vùng có nguy cơ cao nên phải triển khai triệt để các giải pháp phòng chống dịch. Tiếp đó, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các sở ngành địa phương đã thảo luận một số nội dung về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19, rà soát chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly có thu phí. Phương án đón công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh cũng tiếp tục được thảo luận tại cuộc họp, cũng như giải pháp chuẩn bị cho việc vận chuyển hàng hóa tại Bà Rịa Vũng Tàu nếu cảng cát lái Thành phố Hồ Chí Minh quá tải. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu Sở Y tế giao toàn bộ vaccine cho các địa phương để triển khai theo đúng thời gian kế hoạch đề ra. Các địa phương rà soát huy động nguồn lực xã hội tiêm vaccine và phòng chống dịch để giảm gánh nặng cho cấp tỉnh. Sở Y tế chỉ hỗ trợ huấn luyện, xác nhận về mặt chuyên môn cho các địa phương để dành nguồn lực tập trung cho công tác chữa bệnh COVID-19 và tham mưu tỉnh giải quyết những vấn đề chuyên môn sâu. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương nghiên cứu thành lập tổ tư vấn trong phòng chống dịch, gồm bác sĩ tư nhân, bác sĩ về hưu tham gia tư vấn, chia sẻ về tâm lý cho người đang được cách ly. Chúng ta trên tinh thần tự nguyện của các bác sĩ về hưu và của bác sĩ mà làm ở hệ thống tổ chức phòng khám tư nhân, huyện đứng ra để chủ trì, hỗ trợ cho họ trong cái việc này. Thì tôi đề nghị trước hết là đề nghị là cấp ủy của Vũng Tàu, Phú Mỹ và xin mời các chí nghiên cứu áp dụng trước, rồi sau đó các huyện khác chúng ta xem xét và tính sau. Chúng tôi thấy là lo về đời sống, lo về phòng chống dịch, lo về tiêu tiền rất nhiều thứ, nhưng thiếu một cái đó là lo về mặt tâm lý của F1, F0. Về vấn đề quá tải tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong những ngày sắp tới, Ban cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Công an và Thị xã Phú Mỹ phải có phương án chuẩn bị cho việc phương tiện vận tải gia tăng tại chốt Phú Mỹ cũng như lưu lượng tại các cảng biển tăng để từ đó kiểm soát phòng chống dịch hiệu quả. Thưa quý vị, trong số 11 cơ sở y tế được phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bệnh viện Vũng Tàu cơ sở mới là nơi điều trị bệnh nhân ở tầng thứ 2 và thứ 3, tầng trung bình đến nặng. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Vũng Tàu như thế nào?
nhóm phóng viên thời sự đã có ghi nhận đặc biệt. Cứ mỗi một ca trực tại phòng hồi sức cấp cứu của cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Vũng Tàu có 5 bác sĩ, 3 nhân viên y tế làm việc liên tục 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng làm việc với ekip trực điều trị, việc phải thường xuyên mặc đồ bảo hộ ở cấp độ cao nhất đã rất áp lực. Và càng áp lực hơn bởi đây là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, nên từng diễn biến sức khỏe của bệnh nhân, dù là nhỏ nhất, cũng phải được phát hiện kịp thời. Sức khỏe bệnh nhân COVID-19 khi đã đến giai đoạn nặng luôn diễn biến xấu, buộc tất cả thành viên ca cấp cứu cũng phải luôn trong tâm thế xử lý thật nhanh để giành lại sự sống cho bệnh nhân từng giây phút. Thêm vào đó, bất cứ lúc nào cũng có thể thêm các bệnh nhân mới đến cần cấp cứu. Áp lực, cường độ làm việc tại phòng hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 được đẩy lên mức cao nhất. Có lẽ mỗi y bác sĩ tại đây cũng không còn mang đến nguy cơ lây nhiễm bệnh ở mức cao nhất với bản thân mình. Cho đến khi hết ca trực, ra khỏi phòng điều trị, áp lực vẫn chưa hết. Tất cả y bác sĩ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch để đảm bảo không xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Với nhân viên trong vùng điều trị ra thì chúng tôi bố trí một khu ở riêng và chúng tôi quy định các cái tuyến đường giao thông, ví dụ từ giao thông thang máy thì thang nào được sử dụng cho bệnh nhân, thang nào dành cho nhân viên y tế đi và thang nào để vận chuyển hàng hóa, thức ăn, cũng như là các cái tuyến đường đi thì chúng tôi phải phân bổ thành các cái vùng, vùng xanh là vùng an toàn nhân viên y tế có thể đi đến, vùng đỏ là cái nơi mà bệnh nhân đi qua thì buộc phải tuân thủ đúng quy định là mặc PPE đầy đủ. Bệnh viện Vũng Tàu, cơ sở mới bắt đầu điều trị cho bệnh nhân COVID từ ngày 18 tháng 7. Với công suất 410 giường bệnh, trong đó có 100 giường cho bệnh nhân nặng. Đến nay, bệnh viện đã chữa khỏi cho gần 200 bệnh nhân. Hiện còn 350 bệnh nhân đang được điều trị. Để đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân COVID, nhất là những bệnh nhân rất nặng và nguy kịch, bệnh viện được trang bị hệ thống trang thiết bị tiên tiến. Đối với máy thở mà xâm nhập chức năng cao, thì chúng tôi có 40 máy thở. Và máy thở HF, tức là thở oxy lưu lượng cao, Sở Y tế đã phân cho 20 máy và tiếp tục đến cuối tuần này là Sở Y tế sẽ phân bổ thêm 50 máy thở oxy lưu lượng cao nữa. Máy lọc máu thì hiện tại thì chúng tôi có hai cái máy lọc máu và nếu mà tình hình bệnh nhiều thì có thể là điều chuyển máy lọc máu từ các đơn vị như Bệnh viện Bà Rịa qua. Để tăng cường hơn nữa năng lực điều trị, bên cạnh lực lượng cơ hữu, Bệnh viện Vũng Tàu đã nhận được sự hỗ trợ từ Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Bà Rịa. Và tới đây, tiếp tục có thêm các bác sĩ từ Yên Bái và Thái Nguyên vào hỗ trợ. Thưa quý vị, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đội ngũ y bác sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận tuyến đầu, luôn thầm lặng góp phần không để dịch lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, thời tiết mùa hè nắng nóng cùng với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến lực lượng nhân viên y tế làm việc trên tuyến đầu phòng dịch vô cùng vất vả. Trước thực trạng đó, các nhà khoa học tại Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu và đưa vào sản xuất mẫu áo hạ nhiệt dành cho nhân viên y tế đang thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên cả nước. Và đến nay, đã có hàng ngàn chiếc áo hạ nhiệt như vậy đã được gửi đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các nhà khoa học tại Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chế tạo ra chiếc áo hạ nhiệt này có trọng lượng chỉ hơn 1 kg. Thành phần quan trọng nhất của áo chính là gel làm mát, được làm từ hỗn hợp polymer, muối ăn và một số phụ gia. Các túi gel sẽ được cài trong các khoang áo, sau đó để vào tủ đông với nhiệt độ âm 10 độ C trong khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể lấy ra sử dụng. Áo làm mát từ 21 đến 32 độ C kéo dài trong 3 giờ đồng hồ. Cấu trúc bên ngoài của cái bao gói thì được làm mô phỏng giống như là cấu trúc tổ ong. Và chính cái cấu trúc đặc biệt này thì nó làm cho cái luồng khí nóng giữa cơ thể với lại cái túi này nó được lưu thông tốt hơn, tăng cái thời gian tăng nhiệt lên.
Thiết kế gọn nhẹ giúp chiếc áo làm mát có thể nằm gọn bên trong bộ đồ bảo hộ, không gây cản trở hoạt động của các y bác sĩ. Sau mỗi ca làm việc, các y bác sĩ có thể vệ sinh áo bằng cách xịt cồn lên bề mặt, sau đó cấp đông để tiếp tục sử dụng trong những lần kế tiếp. Mỗi túi gel làm mát có thể tái sử dụng tới 30 lần. Rất thoải mái, rất mát, rất là sau những cái ngày đi lấy dịch của thời tiết nóng ẩm này. Sản phẩm nhẹ, không khó mặc, hợp lý cho cả những người nhỏ, bé. Thời gian tới cải tiến tập trung vào để làm tăng cái thời gian giữ nhiệt, làm tăng cái độ thoải mái khi sử dụng, số lần tái sử dụng của áo gi lê, của vật liệu. Chúng tôi mong muốn là những sản phẩm này thì sẽ được những người sử dụng gửi các phản hồi để chúng tôi phát triển sản phẩm và để hỗ trợ các bác sĩ trong thời gian có dịch. Giá thành mỗi chiếc áo này là khoảng 150.000 đồng. Hiện nhóm nghiên cứu Viện Ứng dụng Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị gấp rút sản xuất hàng ngàn chiếc gửi tới các bệnh viện tại các tỉnh thành, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Tiếp tục chương trình Thời sự ngày mới là nội dung cập nhật những chuyển động nổi bật của thế giới 24 giờ qua. Hãy cùng chúng tôi dạo một vòng thế giới để tìm hiểu đâu là những thông tin đáng chú ý nhất, thưa quý vị. Hối hận muộn màng vì chưa tiêm vaccine COVID-19. Ngân hàng Thế giới viện trợ Mỹ Latin ứng phó đại dịch. NATO và Mỹ khẳng định sẽ hỗ trợ Afghanistan. Truyền thông Trung Quốc lên án vấn nạn game online. Ô tô đi trên mặt nước hút khách ở Ai Cập. Mở đầu bản tin thế giới 360 độ là ghi nhận về chương trình phủ sóng tiêm chủng toàn cầu. Thưa quý vị, có một sự thật nghiệt ngã đang xảy ra với những người bài vaccine ngừa COVID-19. Từ Mỹ, Anh, Nga, Pháp, số người phải nhập viện vì mắc COVID-19 đang gia tăng trở lại. Đáng chú ý là phần lớn trong số họ là những người từ chối tiêm vaccine. Từ giường bệnh, họ chia sẻ về nỗi đau, về sự hối hận muộn màng khi trải qua những ngày virus tàn phá cơ thể. Đại dịch có thể sẽ chẳng bỏ qua ai cả, và cho đến nay thì các chuyên gia vẫn khẳng định vaccine là vũ khí hiệu quả nhất để chống lại COVID-19. Ghi nhận sau đây đề cập về một gia đình từ chối tiêm chủng vaccine ở Mỹ. Thực sự kinh hoàng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cái chết cận kề đến như vậy. Cô Jenny và các thành viên trong gia đình đều đã từ chối tiêm vaccine COVID-19. Tôi cảm thấy sợ trước những thông tin về vaccine, và tôi đã để cho những thông tin trái chiều tác động đến quyết định của mình. Giữa tháng 7, COVID-19 đã gõ cửa gia đình cô Jenny. Bà mẹ trẻ nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch khi nồng độ oxy trong máu xuống quá thấp, cơ hội sống sót chỉ còn 20%. Trải qua 9 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt, cô bày tỏ hối hận vì đã không tiêm vaccine sớm. Tôi từng nghĩ không hiểu tại sao lại có người chấp nhận tiêm thuốc đó vào người. Nhưng bây giờ tôi thực sự khuyên mọi người hãy đi tiêm khi có thể. Chỉ cần mũi vaccine nhỏ đó thôi, những điều kinh khủng có thể đã không xảy ra. Cũng giống cô Jenny, ông Kiltik cũng từng cương quyết không tiêm vaccine ngừa COVID-19. Nằm trên giường bệnh, ông đang hối hận về quyết định của mình. Tôi và vợ đều không tiêm vaccine. Bà ấy đã mất rồi. Tôi thật sự rất đau đớn và hối hận. Rất nhiều người đến khi nằm viện rồi mới hối hận và hỏi chúng tôi có tiêm vaccine được không. Khi bạn đã có triệu chứng nhiễm COVID-19 thì đã muộn. Theo CDC Mỹ, trong 7 ngày qua, số ca mắc mới trung bình một ngày tại nước này là 72.493 ca. Trong đó, khoảng 97% số người nhập viện vì COVID-19 là những người không được tiêm chủng. Các bệnh viện quá tải, nhân viên y tế kiệt sức. Câu chuyện của cô Jenny và ông Kiltik chỉ là hai trong số nhiều nạn nhân của COVID-19 ở Mỹ, Anh, Pháp và một số nước khác, những nơi không quá khó để tiếp cận vaccine. Trước đây, họ không tin tưởng vào tiêm chủng. Quan điểm của họ đã thay đổi khi nhìn thấy virus tàn phá cơ thể họ và người thân của họ. Cả hai cho biết đã đặt lịch hẹn tiêm sớm nhất cho những người con của mình. Liên quan nỗ lực phục hồi hậu đại dịch,
Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới vừa thông báo đã phân bổ hơn 29 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ khu vực Mỹ Latin và Caribe, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đối phó với dịch COVID-19. Đây là sự hỗ trợ lớn nhất trong lịch sử thiết chế tài chính đa phương này cho một cuộc khủng hoảng y tế vốn tác động nghiêm trọng đến đời sống và kế sinh nhai của hàng triệu người tại các quốc gia thuộc khu vực nói trên. Ngân hàng Thế giới cho biết khoản tiền 29,1 tỷ đô la Mỹ đã được phân bổ cho Mỹ Latin và Caribe kể từ khi dịch bùng phát hồi đầu tháng 4 năm ngoái, để ngăn chặn những tác động về y tế, kinh tế và xã hội do đại dịch gây ra, cũng như giúp khu vực ứng phó với những thách thức về thiên tai và dòng người di cư. Nguồn hỗ trợ này sẽ kéo dài suốt tài khóa 2021. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO đã khuyến cáo các chiến dịch tiêm chủng ở khu vực Mỹ Latin cần ưu tiên cả cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và tử vong cao hơn như người thiểu số, người nhập cư, tù nhân và người vô gia cư. Theo nhận định của UNESCO, với tốc độ tiêm chủng hiện nay, thì đến cuối năm nay sẽ chỉ có khoảng 1/3 dân số tại khu vực được tiêm đầy đủ các mũi vaccine. Đến nay, Mỹ Latin và Caribe đã ghi nhận trên 41 triệu trường hợp mắc COVID-19, trong đó có khoảng 1,5 triệu ca tử vong, và là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19 trên thế giới. Trong khi đó, Liên minh châu Âu vừa giải ngân khoản tiền đầu tư trong gói phục hồi hậu COVID-19 trị giá hơn 800 tỷ euro cho các quốc gia thành viên. Các quốc gia đầu tiên được nhận các khoản hỗ trợ gồm Bỉ, Luxembourg và Bồ Đào Nha với tổng giá trị khoảng 3 tỷ euro. Khoản tiền trên nhằm hỗ trợ các nước cải cách và đầu tư thiết yếu hậu đại dịch. Ủy ban châu EC cho biết, thứ tự các nước nhận được tiền hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào việc các chính phủ thông qua kế hoạch chi tiêu và đệ trình Liên minh châu EU. Hiện 25 trên 27 quốc gia thành viên EU đã trình kế hoạch chi tiêu, trong đó 16 kế hoạch đã được phê duyệt. Bulgaria và Hà Lan là hai nước chưa đệ trình kế hoạch chi tiêu và hạn chót nộp kế hoạch này là giữa năm sau. Ban đầu, quỹ phục hồi hậu COVID-19 của EU có giá trị 750 tỷ euro, song đó là tỷ giá của năm 2018. Theo tỷ giá hiện tại, quỹ trên đang có giá trị hơn 800 tỷ euro. Chuyển sang thông tin liên quan chính trường Afghanistan. Thưa quý vị, tình hình tại Afghanistan trở nên bất ổn hơn sau khi Liên quân quốc tế kết thúc sứ mệnh và triển khai các hoạt động rút quân. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa thông báo sẽ hỗ trợ vật tư y tế, trong khi Mỹ khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu dài đối với quốc gia Nam Á này. Giới chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết, dù đã rút quân, tổ chức này sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan, gồm cả việc cung cấp thiết bị để giúp lực lượng Afghanistan đảm bảo tốt hơn an ninh. Trước đó, NATO nhấn mạnh sự hỗ trợ sẽ bao gồm cả kinh phí, sự hiện diện dân sự và đào tạo bên ngoài đất nước. Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken, cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani, nhằm tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Washington đối với Kabul. Hai bên nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình và đạt được một giải pháp chính trị bao trùm, tôn trọng quyền của tất cả người dân quốc gia Tây Nam Á này. Mỹ vừa tuyên bố sẽ tiếp nhận thêm hàng ngàn người tị nạn Afghanistan do lo ngại về sự an toàn của những người từng làm việc với lực lượng Mỹ tại quốc gia Nam Á. Quyết định được Washington đưa ra trong bối cảnh Mỹ chấm dứt can dự quân sự kéo dài 2 thập kỷ ở Afghanistan. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các điều kiện để công dân Afghanistan nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ sẽ được mở rộng, gồm cả những người Afghanistan từng làm việc cho các tổ chức truyền thông có trụ sở tại Mỹ hay các tổ chức phi chính phủ hoặc làm việc trong các dự án được Mỹ hỗ trợ tài chính. Bộ này cũng sẽ tiếp nhận thêm những người Afghanistan từng làm phiên dịch hay đóng vai trò hỗ trợ khác cho các lực lượng thuộc Liên quân do Mỹ đứng đầu tại quốc gia Nam Á này, song không đáp ứng được những yêu cầu trước đây về thời gian phục vụ. Trước đó, Mỹ cũng thông báo bắt đầu sơ tán hàng ngàn người Afghanistan từng hợp tác với phương Tây, đang lo sợ bị Taliban trả thù. Chuyến bay đầu tiên chở những người Afghanistan từng làm việc cho quân đội Mỹ đã đến Mỹ ngày 30 tháng 7. Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi vừa giới thiệu eRupee, một giải pháp thanh toán kỹ thuật số nhắm đến những cá nhân và mục đích cụ thể, nhằm nâng cao tính minh bạch và cung cấp phúc lợi đến đúng đối tượng thụ hưởng. eRupee là một công cụ thanh toán kỹ thuật số không dùng tiền mặt và không cần tiếp xúc. Đó là một phiếu chi tiêu điện tử có thể được nhận thông qua tin nhắn SMS hoặc mã QR.
và được gửi đến điện thoại di động của người thụ hưởng. Giải pháp này là một hình thức thay thế cho việc phân phối phúc lợi trực tiếp vốn dựa vào tài khoản ngân hàng. Giải pháp eRuby sẽ được áp dụng đối với dịch vụ y tế và sau đó sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực khác. Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi nhấn mạnh, việc hỗ trợ người dân thông qua eRuby thay vì tiền mặt sẽ đảm bảo số tiền cung cấp được sử dụng đúng mục đích. Theo ông, việc phát triển các giao dịch kỹ thuật số giúp trao quyền cho những người nghèo, nông dân, các doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng bộ lạc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa lên án vấn nạn game online, khẳng định đây là một dạng ma túy tinh thần với trẻ em. Động thái trên đã khiến giá cổ phiếu của tập đoàn chuyên game nổi tiếng Tencent của Trung Quốc giảm mạnh. Một ấn phẩm thuộc hãng tin Tân Hoa Trung Quốc đã có bài viết liên hệ với tình trạng nghiện game online ở trẻ nhỏ, trong đó có nhắc một tựa game của Tencent. Bài viết kêu gọi nhà chức trách cần có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn với lĩnh vực này. Ngay sau khi bài viết trên được đăng tải, giá cổ phiếu của Tencent có thời điểm giảm tới 10%, tương đương mức thiệt hại khoảng 60 tỷ đô la Mỹ. Tencent đã ngay lập tức khẳng định sẽ siết chặt hơn nữa quyền truy cập của trẻ em vị thành niên đối với các game của mình. Diễn biến trên cũng khiến nhiều công ty game thế giới chao đảo khi giá cổ phiếu giảm từ 3 đến 9%. Tại thành phố nghỉ mát New Alamein của Ai Cập, những chiếc ô tô lướt trên mặt nước đang trở thành tâm điểm chú ý của du khách. Không phải lái ô tô trên mặt đường, mà đó là lướt trên mặt nước. Thông tin quý vị này sẽ khép lại bản tin thế giới 360 độ sáng nay của chúng tôi. Chiếc ô tô này có thể chạy trên mặt nước với tốc độ tối đa là 70 km/h. Khách du lịch rất hứng thú với loại ván trượt độc đáo này. Chiếc ô tô phản lực thú vị và an toàn hơn nhiều so với mô tô nước thông thường. Sau khi trở lại Ai Cập một năm trước, anh Amin, nhà chế tạo người Ai Cập, đã khởi động dự án cùng với bạn của mình. Họ cho biết để hoàn thiện một chiếc ô tô như thế này mất 3 tuần. Tôi từng sống ở nước ngoài và tôi đang nghĩ đến việc thiết kế chiếc xe và bán nó ở thị trường Ai Cập. Tất cả vật liệu chúng tôi sử dụng đều được sản xuất tại Ai Cập, chỉ có động cơ được nhập khẩu từ Nhật Bản. Chúng tôi đã cho thuê hai chiếc ô tô phản lực của mình để mang đến cho khách du lịch cảm giác phiêu lưu mới. Chiếc ô tô phản lực có giá từ 19.000 đến 45.000 đô la Mỹ, tương đương 440 triệu đến 1 tỷ đồng Việt Nam. Cho đến nay, nhóm chế tạo Ai Cập đã sản xuất được 12 chiếc xe độc đáo này. Ngày mới tiếp nối với phần điểm tin trên các báo. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 đang bùng phát, khiến nhiều tỉnh thành chưa thể xác định được ngày tựu trường. Trong khi đó, Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn im ắng. Nhiều phụ huynh giáo viên đề xuất lùi thời gian khai giảng nhưng cũng có trường sẵn sàng bắt đầu năm học mới với hình thức khai giảng và dạy học trực tuyến. Theo báo Tuổi Trẻ, dự kiến trong nửa đầu tháng 8 năm 2021, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành khung thời gian năm học 2021-2022. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều lý do để Bộ Giáo dục Đào tạo cần cân nhắc điều chỉnh quy định khung thời gian năm học, như nhà trường của các tỉnh thành kết thúc năm học muộn, hiện còn tỉnh chưa hoàn tất việc tuyển sinh đầu cấp. Song song đó, thì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp chưa từng có, nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề. Lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo từng cho biết Bộ chỉ quy định khung, trong đó đã để mở cho các địa phương chủ động, linh hoạt quyết định thời gian năm học cụ thể, tùy theo điều kiện thực tế. Một thông tin vui được báo Thanh Niên ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, đó là ngày 4 tháng 8, địa phương không phát hiện thêm ổ dịch mới. Hiện có 30 ổ dịch đang được khoanh vùng, giám sát chặt. Báo Thanh Niên đưa tin, trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 4 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 105.782 trường hợp mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 33.444 bệnh nhân dương tính, trong đó có 1.035 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 bệnh nhân can thiệp ECMO. Thưa quý vị, hôm qua áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh thành cơn bão số 4, có tên quốc tế là Lupit. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo cơn bão này còn có tiềm năng mạnh lên cấp 9 và cấp 11 vào sáng nay ngày 5 tháng 8, khi tâm bão cách Hồng Kông khoảng 280 km về phía Đông Đông Nam.
Sài Gòn Giải Phóng đăng cảnh báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Trong vòng 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông là ở phía Bắc vĩ tuyến 20 và phía Đông kinh tuyến 113,5. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy do có gió mạnh cấp 6 trở lên. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 4 hút gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ nay đến ngày 7 tháng 8, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Trên đất liền, nắng nóng tiếp tục kéo dài và mở rộng tại miền Bắc và miền Trung do hướng di chuyển kỳ dị của bão số 4 gây ra. Một thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm liên quan đến vụ bắt giữ, vụ nuôi nhốt 16 con hổ trái phép trong nhà dân ở Nghệ An. Theo thông tin trên báo Vietnamnet, sau một thời gian điều tra, ngày 4 tháng 8, hàng chục cảnh sát Nghệ An cùng chó nghiệp vụ được điều động đến bắt quả tang vụ nuôi nhốt hổ trái phép ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Cũng theo báo Vietnamnet, có 16 cá thể hổ trưởng thành được nuôi nhốt trong nhà dân. Lực lượng công an đã điều động nhiều xe tải chở toàn bộ số cá thể hổ được nuôi nhốt trong lồng sắt về nơi tạm giữ. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra. Thưa quý vị, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kế hoạch tổ chức lễ khởi công khánh thành các công trình tiêu biểu. Trong số đó có khởi công dự án cảng cảng Phú Mỹ, khu công nghiệp Phú Mỹ 3, kè hai bên bờ sông Dinh, thành phố Bà Rịa. Về khánh thành, có các dự án nhà máy sản xuất polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại Việt Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Hyosung Vina, tòa tháp khách sạn khu C2 Holiday Inn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dự án Hồ Tràm, Bệnh viện Vũng Tàu, chung cư tái định cư phường Thắng Tam, công viên 30 tháng 4, thành phố Bà Rịa. Lĩnh vực giao thông có đường tránh quốc lộ 56. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch COVID-19 nên việc tổ chức khởi công khánh thành có sự thay đổi. Cụ thể như thế nào, chúng tôi đã có cuộc kết nối với ông Phạm Quang Nhật, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, chuẩn bị cho chương trình chào mừng 30 năm thành lập tỉnh, thì Bà Rịa Vũng Tàu đã có kế hoạch chuẩn bị để khởi công nhiều dự án cũng như là đưa vào sử dụng nhiều công trình lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, đặc biệt là từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của chính phủ, thì kế hoạch này có sự thay đổi như thế nào thưa ông? Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ủy ban tỉnh có công văn số 7771 để báo cáo Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh. Và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tổ chức lễ khởi công khánh thành các công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh đối với các công trình. Thì theo đó thì Sở Kế hoạch Đầu tư cũng đã có các cái công văn đề nghị các đơn vị là các chủ đầu tư của các dự án tổ chức lễ khởi công khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh đảm bảo phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID-19. Theo kế hoạch thì thời gian tổ chức lễ khởi công khánh thành các công trình tiêu biểu chào mừng 30 năm thành lập tỉnh này trước ngày 9 tháng 8 năm 2021. Thì tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, đồng thời tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2021. Do vậy, việc tổ chức lễ khởi công khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh ngày 12 tháng 8 năm 2021 là không thực hiện được trong thời gian này. Và dù không thực hiện được kế hoạch đề ra và tỉnh cũng đang tiếp tục triển khai giãn cách đợt 2 đến ngày 15 tháng 8, thì tỉnh có thêm sự điều chỉnh nào hay không ạ? Thì để chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh, đảm bảo phù hợp với thực tiễn diễn biến của tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì Sở Kế hoạch Đầu tư cũng đã đề nghị các đơn vị là chủ đầu tư các công trình rà soát lại tiến độ thực hiện dự án để báo cáo và cung cấp thông tin các công trình tổ chức lễ khởi công khánh thành chào mừng 30 năm ngày thành lập tỉnh cho các cơ quan thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh để tổ chức tuyên truyền từ nay đến ngày thành lập tỉnh ngày 12 tháng 8 năm 2021. Vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, dù không tổ chức lễ khởi công khánh thành các công trình chào mừng 30 năm thành lập tỉnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên các dự án đầu tư mới vẫn được triển khai nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Điều này đặt ra cho ngành xây dựng những thách thức khi phải thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép, vừa phải đảm bảo phòng chống dịch
hiệu quả, vừa phải thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Chúng ta cùng tìm hiểu điều này qua kết nối sau đây với ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng. Xin chào ông ạ. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và giãn cách xã hội đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, thì ngành xây dựng đã triển khai như thế nào ạ? Thì về thực hiện cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì ngành cũng như là Sở Xây dựng đã chủ động và cũng sẽ tiếp tục thực hiện các cái biện pháp để đảm bảo phòng chống dịch an toàn, cũng như là thực hiện cái mục tiêu kép trên công trường xây dựng. Trên cái cơ sở đó thì chúng tôi cũng yêu cầu các chủ đầu tư, các nhà thầu và các cái tổ chức cá nhân phải thực hiện nghiêm các cái nội dung của ngành y tế, ngành xây dựng về hướng dẫn an toàn trong cái phòng chống dịch trên công trường xây dựng, và thực hiện cái chỉ đạo của cái tổ kiểm tra các cái hoạt động cảng biển, khu công nghiệp và công trường xây dựng do đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Công Vinh làm tổ trưởng. Thì chúng tôi có nhiệm vụ là kiểm tra các cái công trình trọng điểm quốc gia và các cái công trình mà do Sở Xây dựng cấp phép, và nếu xảy ra vi phạm thì thanh tra sở lập biên bản yêu cầu dừng và xử lý các cái vi phạm tùy mức độ cụ thể. Đó là những cái nội dung mà Sở Xây dựng chúng tôi đã triển khai thực hiện và sẽ tiếp tục triển khai trong cái thời gian tới. Với các giải pháp như ông vừa nêu thì các chủ công trình cũng như là người lao động thì cần phải lưu ý điều gì thưa ông? Đây là một cái vấn đề hết sức quan trọng để đảm bảo thực hiện cái mục tiêu kép của chính phủ. Đối với các cái công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh mà đã được tiếp tục hoạt động thì nó phải đảm bảo hai cái điều kiện. Thứ nhất là chủ đầu tư và các cái nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng phải thực hiện theo đúng cái chỉ thị 16, cách ly người lao động tại chỗ với cái phương châm ba tại chỗ. Cái phương châm thứ hai đó là một cung đường hai địa điểm. Một cái điều kiện cực kỳ quan trọng nữa đó là phải thực hiện nghiêm cái 5K, đồng thời là phải yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các cái biện pháp tiếp xúc giao tiếp an toàn. Trường hợp các cái công trình xây dựng không đảm bảo theo yêu cầu và vừa nêu trên đó, thì phải dừng hoạt động. Cảm ơn ông với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, như vậy là dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng các sở ngành của tỉnh vẫn nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì tối đa các hoạt động kinh tế xã hội, đảm bảo để không đứt gãy nền kinh tế, không để tăng trưởng âm. Đó cũng là cách để tỉnh có nguồn lực nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, mô hình siêu thị mini không đồng giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn đã phát huy được giá trị tại những tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 trong thời gian qua như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Và siêu thị không đồng lần đầu tiên được thí điểm tại Hà Nội thuộc chiến dịch Hà Nội Trái Tim Hồng do Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam Hà Nội, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ và Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, đã thêm một lần nữa góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của tình đồng bào luôn đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn. Mỗi người dân phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đại diện cho một hộ gia đình thuộc các nhóm đối tượng giảm thu nhập hoặc mất việc làm do COVID-19, sinh viên nghèo mắc kẹt tại các khu ký túc xá, người khuyết tật, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế khác sẽ được phát một phiếu mua hàng như thế này. Phiếu mua hàng này trị giá 400.000 đồng để mua những mặt hàng thiết yếu tại siêu thị mini không đồng. Mặc dù là đồ miễn phí, thế nhưng tất cả những nhân viên hỗ trợ tại đây đều rất nhiệt tình, khiến những người dân được hỗ trợ cảm thấy xúc động. Siêu thị nó nhỏ thôi, nhưng rất trang trọng, rất là chu đáo và mọi người hàng hóa thì rất là phong phú, rồi thì những người phục vụ thì rất là chuyên nghiệp. Và tôi điều đó nói lên là cái tình cảm giúp đỡ của các cái mạnh thường quân, rất tôn trọng những cái người được giúp đỡ trong cái lúc khó khăn này. 60 mặt hàng gồm thực phẩm khô, thực phẩm tươi, gia vị, rau củ quả, trong đó có nhiều sản phẩm OCOP. Tất cả các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cung ứng từ những đơn vị lớn có uy tín, phân theo từng khu riêng biệt, được xếp ngay ngắn trên kệ để bà con dễ dàng lựa chọn. Mỗi lần vào siêu thị mua sắm không quá 3 người, ban tổ chức đảm bảo thực hiện nguyên tắc 5K phòng chống dịch trong quá trình mua sắm tại siêu thị. Khi người dân bước chân vào cái siêu thị này, họ được đội ngũ tư vấn viên sẽ trải nghiệm về những cái phong cách phục vụ, cái sự tư vấn ân cần, cái sự chu đáo.
Và ở đây không phải chỉ đơn thuần là họ nghĩ rằng giống như các chương trình thiện nguyện khác là họ sẽ nhận được những món quà mà đã bao gói ăn phấn, mà chính là người dân người ta sẽ tự chọn những cái sản phẩm theo nhu cầu thật sự là cần thiết của gia đình. Cái mục tiêu là hỗ trợ được cho 25.000 những hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, bao gồm là những cái khu xóm chạy thận, khu làng chài, một số những cái khu ký túc xá đặc biệt dồn số lượng sinh viên, mang lại cho họ những cái nhu yếu phẩm có thể sử dụng được trong vòng một tuần, giảm cái áp lực để họ phải ra đường để kiếm sống, cũng là một cái bước để mà hỗ trợ cho quá trình chống dịch của chúng ta. Hà Nội đang trong những ngày hoàn mình chống dịch, mọi thứ đều thiếu thốn, nhưng chính từ đó những mô hình tình nghĩa không đồng đã ra đời để mọi người có thể tựa vào nhau cùng vượt qua khó khăn. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục thông tin đến quý vị giá cả một số mặt hàng nông sản vừa được chúng tôi cập nhật. Giá mít Thái thương lái thu mua tại vườn khu vực đồng bằng sông Cửu Long dao động từ 20.000 đến 23.000 đồng một ký tùy loại, còn mua tại giữa giá cao hơn từ 23.000 đến 25.000 đồng một ký tùy loại, tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Giá mít tăng mạnh trở lại do nhu cầu thị trường cao, trong khi nguồn cung còn ít, nhiều nhà vườn chưa tới đợt thu hoạch mới. Gà thịt tại khu vực Nam Trung Bộ đang tiêu thụ rất tốt, giá bán cao, nhưng bà con nông dân không có gà trong chuồng đến lứa để bán. Gà ta nuôi nhốt chuồng tại thời điểm sau 30 tháng 4 chỉ có giá khoảng 55.000 đồng một ký, nhưng nay đã tăng lên được 70.000 đồng một ký. Do đúng thời điểm dịch, người chăn nuôi gà tranh thủ xuất bán, song lại không tái đàn nên không đủ nguồn để cung cấp cho thị trường. Tại Hà Nội, do việc phong tỏa tạm ngừng hoạt động một số chợ lớn dẫn đến nhập hàng gặp khó khăn, không ít tiểu thương đã tăng giá các mặt hàng rau xanh, trứng gia cầm, thịt, cá lên 20-30%. Cụ thể, giá thịt bò tăng từ 250.000 đồng một ký lên 270-280.000 đồng một ký. Trong khi đó, thịt heo vẫn ổn định trong khoảng từ 120.000-150.000 đồng một ký, cá thu 150.000 đồng một ký, cá ngừ 50.000 đồng một ký, rau muống tăng từ 17.000-18.000 đồng một bó, mướp ngọt lên 20.000 đồng một ký, rau ngót mồng tơi ổn định giá 5.000 đồng một ký. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 5 tháng 8. Thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hiện cơn bão số 4 tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh hơn. Đến 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,3 độ vĩ Bắc, 117,2 độ kinh Đông. Nằm trên vùng biển tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của hoạt động trường gió Tây Nam với cường độ trung bình đến mạnh, nên tại Bà Rịa Vũng Tàu, trên biển có diễn biến thời tiết xấu. Trên đất liền vẫn duy trì mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Trên biển, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa dông mạnh kèm theo các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 76 đến 81%. Khu vực huyện Côn Đảo ban ngày có mây thay đổi, có lúc có mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió Tây Nam cấp 6 và cấp 7, cấp 8 biển động. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 5 tháng 8 cao nhất 290 cm, xuất hiện lúc 2 giờ 30 phút, thấp nhất 70 cm, xuất hiện lúc 18 giờ 15 phút. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin và chương trình thời sự tiếp theo.